Thưa quý vị, từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6, tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức hội thảo quản lý an toàn trong phẫu thuật, thủ thuật, an toàn trong sử dụng thuốc và vật tư, trang thiết bị, kiểm soát nhiễm khuẩn theo tiêu chuẩn GCI, bài học kinh nghiệm từ Hàn Quốc. Tại chương trình, các chuyên gia đến từ Hàn Quốc sẽ có những khảo sát đánh giá về hiện trạng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và tư vấn theo tiêu chuẩn chứng nhận GCI là chứng nhận đánh giá về an toàn và chất lượng trong chăm sóc bệnh nhân, cải thiện hiệu quả điều trị cho bệnh nhân và quản trị bệnh viện. Trong 3 ngày làm việc, các chuyên gia của Hàn Quốc sẽ có những hoạt động khảo sát về các nội dung quản lý an toàn trong phẫu thuật, thủ thuật theo tiêu chuẩn GCI, quản lý an toàn dược phẩm, quản lý vận hành vật tư và trang thiết bị, quản lý hồ sơ bệnh án theo tiêu chuẩn GCI, điều tra theo dõi bệnh nhân, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý an toàn môi trường theo tiêu chuẩn GCI, điều tra hệ thống, và từ đó đưa ra tư vấn về cải thiện chất lượng của các hiện trạng tại bệnh viện. Chúng tôi sẽ dựa vào các tiêu chuẩn của quốc tế để có những cải thiện những hiện trạng trong tương lai và những việc cần làm để cải thiện các mô hình của bệnh viện để đáp ứng tiêu chuẩn GCI. Trước hết thì thông qua việc điều tra hệ thống quản lý an toàn bệnh nhân của trường đại học y của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, qua đó thì các chuyên gia của Hàn Quốc nắm bắt được hiện trạng, từ đó đưa ra được các cái giải pháp cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm của Hàn Quốc đã thực hiện về quản lý an toàn người bệnh cách đây rất là nhiều năm, để giúp cho Bệnh viện Đại học Y tiến tới mục tiêu quản lý an toàn người bệnh, và đó cũng là mục tiêu của Bộ Y tế Việt Nam cũng như là mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới. Thông tin tại hội thảo, đại diện Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng cho biết, thời gian qua, bệnh viện đã trang bị hệ thống thiết bị y tế hiện đại, tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh đa khoa, triển khai khám chữa bệnh từ xa, triển khai bệnh án điện tử, bệnh viện không tiền mặt, bệnh viện không ngừng xây dựng và duy trì văn hóa, lấy người bệnh làm trung tâm. Đến nay, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã có số lượng khám bệnh xấp xỉ 4.000 ca mỗi ngày. Chúng tôi cũng đang bám theo cái chỉ đạo của Bộ Y tế. Tất cả những quy trình của Bộ Y tế chúng tôi đều thực hiện về giám sát, kiểm tra và thực hiện một cách nghiêm túc nhất. Và bên cạnh đó thì có những cái đào tạo hợp tác với những cái trường đại học lớn trên thế giới và những bệnh viện lớn trên thế giới, và cũng nâng cao các cái trang thiết bị, đặc biệt là cái thiết bị về chống nhiễm khuẩn và những cái vật tư mà đảm bảo không đảm bảo chất lượng thì chúng tôi cũng sớm nhận diện để loại bỏ, ra không làm ảnh hưởng đến cái an toàn người bệnh. Với việc tăng cường hợp tác quốc tế và tư vấn từ các chuyên gia cao cấp, chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội được kỳ vọng sẽ tiếp tục được phát triển và nâng cao hơn trong thời gian tới.